Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổng kết công tác quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Thôn Đồng Hội xã Thành Công tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện. Công văn số 412 về việc phòng ngừa đấu tranh với hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Thạch Thành phối hợp với Văn phòng Điều phối về Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm. Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Bùi Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo. Các đồng chí là thành viên quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo của 28 xã thị trấn. Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai rộng khắp, kịp thời hướng dẫn cơ sở thực phẩm tuân thủ các quy định của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm nghiệm thực phẩm được chú trọng và thường xuyên thực hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt không xảy ra vụ ngộ độc nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Việc lạm dụng hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, bảo quản thực phẩm khá phổ biến, khó kiểm soát. Nhận thức và thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng còn hạn chế, chưa phát huy quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã truyền tải nhiều thông tin về tình hình an toàn thực phẩm và thông tin cần thiết bổ ích trong các công tác quản lý an toàn thực phẩm trên thế giới, trong nước, tại địa phương cho các đại biểu về dự hội nghị. Ngay sau phần nội dung tập huấn, các học viên đã tích cực sôi nổi thảo luận cùng với các báo cáo viên để hiểu rõ hơn các quy định về an toàn thực phẩm, các kinh nghiệm trong quản lý bếp ăn tập thể, phòng chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm cũng được giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho các thành viên Ban Chỉ đạo Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện và các xã thị trấn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần làm tốt công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Đồng chí Bùi Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, dự và chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong toàn huyện. Tại hội nghị, thay mặt Ban Điều hành, đồng chí Vương Quốc Mai, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã báo cáo kết quả hoạt động quý 1 năm 2018 của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2018, bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Về nguồn vốn, điểm nổi bật của toàn hệ thống trong 3 tháng đầu năm là đã tập trung huy động nguồn lực tại chỗ. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 397,878 triệu đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 đạt 385,258 triệu đồng, với 18 chương trình tín dụng, tăng 12.506 triệu đồng so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 3,3%. Hệ thống sử dụng vốn đạt 99%, dư nợ bình quân đạt 30,5 triệu đồng trên một hộ, tăng 0,6 triệu đồng trên một hộ so với đầu năm. Cũng tại phiên họp, các thành viên hội đồng quản trị đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại các địa phương, kế hoạch kiểm tra giám sát, công tác tập huấn đối với tổ chức, hội, đoàn thể và đề xuất một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Điều hành trong chỉ đạo thực hiện công tác huy động nguồn vốn địa phương, thực hiện cho vay các chương trình theo chỉ đạo,
Trong thời gian tới, có nhiều yếu tố thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để hoàn thành tốt kế hoạch quý 2 năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cần tiếp tục tổ chức tốt việc huy động vốn, theo dõi bám sát thị trường, tranh thủ nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, thông tin tuyên truyền và triển khai đồng bộ toàn diện các mặt hoạt động, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, thôn Đồng Hội, xã Thành Công đã tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu thôn văn hóa. Đến dự có đồng chí Quách Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đại diện Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Thành Công, bí thư chi bộ, trưởng thôn và bà con nhân dân thôn Đồng Hội. Thôn Đồng Hội nằm ở phía tây bắc xã Thành Công, chiếm 80% là đồi núi, cách trung tâm xã 4,5 km. Hiện thôn có 143 hộ dân với 595 nhân khẩu, chiếm 98% là đồng bào dân tộc Mường. Trước đây, đời sống nhân dân trong thôn còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng bộ và chính quyền các cấp cùng với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó, các gia đình trong thôn đã đoàn kết một lòng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đến nay, diện mạo thôn Đồng Hội đã có nhiều đổi thay, đặc biệt là cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, hệ thống giao thông thuận tiện, nên việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh đã có những bước tiến rõ rệt. Trong những năm qua, thôn Đồng Hội đã thực hiện tốt hương ước của làng và các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhân dân trong làng luôn đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa của cha ông để lại. Các hủ tục lạc hậu được bãi bỏ, việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân tự giác thực hiện theo nếp sống mới. Các tổ an ninh xã hội, tổ hòa giải được thành lập và phát huy tốt vai trò của mình. Trong làng không xảy ra mâu thuẫn mất đoàn kết, không có khiếu kiện, tỷ lệ các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Nhờ đó nên đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân trong làng ngày càng được nâng lên. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Quách Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đã trao bằng công nhận danh hiệu thôn văn hóa cho cán bộ và nhân dân thôn Đồng Hội, xã Thành Công. Trong thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã Thành Công nói chung, thôn Đồng Hội nói riêng cần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của làng, đồng thời cần nhân rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa đến toàn thể nhân dân trong địa bàn xã. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công văn số 412 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành về việc phòng ngừa đấu tranh với hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nội dung công văn như sau. Kính gửi Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện hoạt động phức tạp về an ninh trật tự của Hội Thánh Đức Chúa Trời, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Hiện nay, Hội Thánh Đức Chúa Trời chưa được nhà nước công nhận là một tổ chức tôn giáo, nên xác định đây là một tà đạo. Các đối tượng tự xưng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời, đi tuyên truyền lôi kéo mọi người, bỏ nhà cửa, công việc, đập bàn thờ tổ tiên, uống nước thánh để gia nhập tà đạo này. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, đã có hoạt động của tổ chức này ở một số nơi như huyện Ngọc Lặc, thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, v.v. Trên địa bàn huyện Thạch Thành đã nhen nhóm một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời tại các xã như Thành Hưng, Thạch Sơn, Thành Vân, thị trấn Vân Du và xã Ngọc Trạo. Để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phức tạp về an ninh trật tự của tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn huyện Thạch Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu 1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại cơ quan đơn vị, kịp thời báo cáo về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện biết để chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng tham gia tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo các lực lượng có liên quan nắm chắc tình hình, tổ chức rà soát đánh giá hoạt động của tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân biết để cảnh giác phòng ngừa những đối tượng có biểu hiện lôi kéo tham gia hoạt động Hội Thánh Đức Chúa Trời. Nếu phát hiện những đối tượng này,
đề nghị quần chúng nhân dân báo ngay cho lực lượng chức năng, phòng nội vụ huyện, công an huyện để kịp thời giải quyết. Kết quả thực hiện các đơn vị báo cáo về chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện qua phòng nội vụ để xử lý và giải quyết. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc công văn này. Chủ tịch Lê Văn Trinh đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.